Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối của ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 7 Tết. Nó có một số tin chính như sau. Trước khi chúng ta vào mặt trận Ukraine, chúng ta cũng nói lại sơ sơ xung quanh như mọi khi các bạn nhé. Israel đã tuyên bố đã hạ được một cái chỉ huy đặc nhiệm của Hezbollah của Liban. NATO hứa là sẽ cung cấp cái thiết bị không người lái cho Ukraine trong năm 2024 là 1 triệu thiết bị. Đây là cái báo cáo ngày 15 tháng 2 của ông Stoltenberg, tức là Tổng thư ký của NATO tại Bruxelles của Mỹ. Mỹ hiện nay là tịch thu cái máy bay của Venezuela. Mỹ nói rằng là cần phải thành lập nhà nước Palestine để giải tỏa vấn đề chiến tranh tại Gaza hiện nay. Nhưng mà ông Netanyahu bác cái việc thành lập này. Như vậy chúng ta thấy là cả Liên Hợp Quốc rồi tất cả 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an thường trực đã đồng ý là thành lập một cái nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel. Nhưng mà hiện nay chỉ còn duy nhất là nó không phải là Israel là bác mà duy nhất là Thủ tướng Netanyahu bác không cho thành lập nhà nước này. Mà đã không cho thành lập nhà nước này có nghĩa là một mình chống lại Liên Hợp Quốc. Mà không thành lập cái nhà nước Palestine này thì có nghĩa là chiến tranh đây là sẽ còn tiếp diễn và người Palestine lại sẽ vẫn tiếp tục vô gia cư. Đấy là bây giờ còn một người thôi đấy các bạn nhé. Hiện nay là chính phủ Ukraine chỉ trích một công ty của Mỹ đã dùng các cái gọi là biểu tượng cái màu son đấy các bạn, cái son môi đấy. Nhưng mà cái màu son đó là nó đậm đậm, nó hơi giống màu bọc đô mà hơi tươi tí. Cái màu này là màu đặc trưng của Nga. Thì là vì là Mỹ mà dùng cái hàng nó giống của Nga đấy, cho nên là Ukraine chỉ trích, không cho phép. Coi như là bất bình. Tôi thấy nó rất buồn cười. Hiện nay Nga tuyên bố là đã có hàng triệu người Ukraine kể từ khi mà cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt đã nhập vào Nga, tức là làm công dân Nga. Ông Lavrov, ông nói rằng là hiện nay, tức là trước khi mà cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, thì hết 80% dân số của toàn Ukraine, tức là khoảng 45 triệu, là 80 nhân với lại 45, thì như chúng ta thấy là khoảng là gần 38 triệu người, tức là tóm lại 80%, là người ta rất thoải mái khi dùng tiếng Nga. Nhưng mà kể từ ngày đó thì bắt đầu là bên Ukraine người ta đã cấm tiếng Nga và bài xích tiếng Nga, cho nên bây giờ là họ toàn nói trong nhà thôi, và chứ ra ngoài công cộng nói là bị phạt. Họ rất là khó chịu, rất là bức bách khi mà không được nói cái thứ tiếng mà người ta học từ bé, một cái tiếng mà thông dụng nhất, phổ thông nhất tại cái đất nước này, mà giờ học một cái tiếng thiểu số như là ví dụ như Việt Nam ta là ví dụ nhiều nhất là dân tộc Kinh, thứ nhì là dân tộc Tày, thì bây giờ bảo tất cả là coi như cả Việt Nam mà nói tiếng Tày, cái kiểu như vậy nó khó lắm các bạn. Cái này là không được luôn. Có nhiều người là còn không biết tiếng luôn. Những người là sinh ra lớn lên người ta sống và nói tiếng Nga, bây giờ mà học tiếng Ukraine. Tất nhiên nó không giống như là tôi ví dụ đấy, nó cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng mà theo cái kiểu như vậy, tức là nói với là một cái dân tộc thiểu số hơn. Nhưng mà cái Ukraine với lại tiếng Nga thì nó còn na ná giống nhau hơn là tiếng Tày với tiếng Kinh ta. Thì đấy là một cách ví dụ thôi. Nói chung là giống như ở nhà thì người ta vẫn nói tiếng Nga, còn ra ngoài đường nếu mà thấy bóng dáng của cảnh sát hay cái gì đấy thì người ta lại nói tiếng Ukraine. Vậy đó. Hiện nay có một ông tướng của Ba Lan, ông nói là cần phải thanh lý cái Kaliningrad này, để thấy ngứa mắt quá. Có một số người ở trong kênh chúng ta cũng hỏi là tại sao mà cái này là Nga lại đất rộng lớn như thế mà lại đi chiếm một cái chỗ như thế này, tức là một cái vùng đất là của Đức trước đây, rồi sau đó là ấy, thì chúng cái này tôi đã nói rồi các bạn nhé, cái Kaliningrad này á, nó là cái tên cũ, đó là Kuzibert, thì chúng ta thấy nó rất là Đức, nó là Đông Phổ, rồi sau là Ba Lan chiếm được một năm, đấy, sau đó lại trả lại cho Đức. Thế thì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Đức là thua Liên Xô, Đức là thua coi như là gọi là đồng minh Anh Pháp Mỹ và Liên Xô. Đức Ý Nhật thua thì đương nhiên là người ta họp nhau tại Gian Ba này, người ta bàn, người ta chia thế giới này, thì ngay cả Đức Đông, Đức Tây, Đức Berlin nọ kia, tất cả người ta chia cả phần của người ta lấy thôi, chứ còn
ông đi ông là bây giờ là tại sao mà Nga lấy này, nó là không vô lý, không có gì vô lý hết trơn. Thực tế là trước đây là lấy đi lấy lại nhiều lần, nhưng mà lần này là thôi nhá. Bởi vì cái ông nước này, ông này đây mà ông muốn đòi là ông muốn lấy toàn bộ cái nước Nga như thế này mà các bạn này. Ông đòi đòi lấy toàn bộ cái nước Nga này, bởi vì không lấy được, bây giờ người ta lấy cho tí này là nhất rồi, chúng ta người ta phải lấy luôn cả cái này cơ. Nhưng mà hồi đấy là Anh Pháp Mỹ bắt đầu nhảy vào Normandy, nó bắt đầu vì thấy sợ Nga thổi ra tới Đại Tây Dương này, cho nên nó mới ra nó ngăn lại để coi như còn nửa lại châu Âu đấy, chứ không không còn nửa châu Âu này thì coi như đi luôn rồi, Nga nó cho đi luôn rồi, nó nhảy vào Normandy thì coi như là mở mặt trận thứ hai. Nhưng mà thực tế là ngăn chặn Nga không giải phóng châu Âu, ngăn chặn Nga tại Đức, tại thủ đô Berlin đấy. Thế bây giờ mà chia nhau rồi, bây giờ nó có chuyện này mà ông cũng kêu. Coi như là có cái này thì tôi đã nói rồi, có gần như cả một cái video rồi. Các bạn nào nếu mà muốn rõ, bạn nào mà đã hỏi đây, có muốn rõ cái chỗ Kaliningrad này này, tại sao và như thế nào, các bạn cứ tìm đọc. Tôi không nhớ nó tập mấy này, bây giờ nhiều quá tôi không nhớ tập mấy. Các bạn cứ mở ra đọc. Chứ còn bây giờ Nga nói bây giờ Ba Lan đấy có muốn nó vào nhá, thì xin phép anh Belarus với Ukraine, Nga chưa đồng ý nha. Tức là bây giờ là anh là muốn lượm một nửa ở đây, một nửa ở đây, nửa nói chung là đây anh Ba Lan anh bảo cái đất này anh của anh này, anh sang đây của anh này, Belarus. Chúng ta thấy là đây là cái ranh giới Belarus với đây Ukraine, còn đây là cái biên giới của Ba Lan với Belarus, và đây là Ba Lan với lại Ukraine. Là anh Ba Lan thì bây giờ anh muốn là như thế. Thì bây giờ là Nga nói là bây giờ quân đội của Ukraine và chính quyền nên ra hướng Tây để mà đỡ thằng Ba Lan này. Đấy, sau này có thành lập một cái nước Tây Tây Ukraine, tức là của nước Ukraine, nếu mà còn may mắn, chứ còn nếu không thì có thể là sẽ không còn trong bản đồ thế giới. Thì bây giờ Ba Lan là muốn là qua bên này lượm. Nga là vừa mới thành lập một cái, không phải gọi là mở một cái đường bay từ Brest đây. Brest chúng ta biết là nó ngay gần tam giác ngã ba biên giới đây, là bay Moscow và ngược lại các bạn nhé. Cái này là có thể phục vụ cho không vận khi mà có chiến tranh này các bạn. Đấy, không vận. Hiện nay là một phó, nó gọi là phó bộ chính trị, nhưng mà theo chúng ta hiểu tức là cứ cho là phó phó tổng bí thư của bộ chính trị Hamas đã đến Moscow là ông Marzov, chắc cũng có nhiều điều để bàn đây. Biên giới của Nga nếu mà hay là của Liên Xô đó, đúng ra nó là nó nằm cách Minsk 30 km về phía tây, đấy Minsk này, thủ đô này. Đấy, nếu mà ra là đúng ra tới đây này, Liên Xô này, còn đây Belarus này. Chứ bây giờ ông Ba Lan bà của tao, ông Belarus bà của tao mà là coi như đang tranh giành nhau này, nhưng mà thực tế là bây giờ lãnh thổ này, nếu mà nó là liên minh Nga với Belarus rồi thì đừng có ông nào mơ. Mai mốt bắt đầu đồng tiền chung là gọi là rút COPEC rồi thì đừng ông nào mơ vào. Hiện nay có một thượng nghị sĩ của Mỹ đề nghị đổi tên cái bang Texas của Mỹ là thành là tên là Ukraine. Để đáp lại cái thịnh tình của các một số cái thành phố và cái làng mạc của Ukraine lấy tên của Mỹ, thì bây giờ ông bảo là đề nghị Quốc hội thông qua cho cái bang Texas này là lấy tên, là đổi tên là thành Ukraine. Thì các bạn có hiểu là nó là cái gì không? Hiểu ý ông này là cái gì không? Bang Texas đấy. Đây đây là biên giới với này, đấy, biên giới của với Mexico. Bởi vì đấy, Quốc hội là không lo cho bang Texas mà cứ lo cho bang Ukraine, cho nên bây giờ đổi Texas thành Ukraine để lo cho Texas. Thì các bạn hiểu ý không? Ông chơi chơi chữ đấy. Và bây giờ cứ suốt ngày là cứ trong nước bao nhiêu việc mà không chịu làm, không chịu lo, là cứ lo cho Ukraine. Thế thì bây giờ tôi đổi tên là Texas là thành Ukraine thì các ông phải lo vào trong này. Biden cũng không hiểu, đến giờ này vẫn không hiểu, tôi cũng chả hiểu thế nào. Người ta nói đến như thế tôi còn không hiểu. Bao nhiêu cái việc ở trong nước thì không chịu làm. Đấy, coi như nó gọi là cái gì, Việt Nam mình gọi cái gì đây. Tức là việc nhà thì nhác và việc chú bác thì siêng này. Đấy, thì chăm này. Đấy, cho nên là đề nghị đổi tên Texas thành Ukraine, bang Ukraine. Để hy vọng là sẽ được hỗ trợ, viện trợ.
Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái mặt trận. Mặt trận thì chúng ta thấy là bắt đầu lốm đốm ở khắp nơi. Chỗ này thì chúng ta nhìn là chúng biết ngay nó là ở đâu rồi. Đấy, các bạn ạ. Chỗ này đấy, chúng ta biết nó ở đâu rồi. Và chỗ này đương nhiên nó là Adipka. Đấy, rất nhiều súng ở dưới này Paravomaiska. Paravomaiska này thì chúng ta thấy là nói chung là theo quan điểm của tôi á, các bạn nhé, tôi tham đó. Phải lấy xuống này từ đây xuống đây. Đấy, này trước mặt từ đấy này ngang qua đây phải lấy hết đồ đỏ này. Thì hôm trước này có nằm trong này thôi nhưng mà có cái là đấy hôm nay trước này này nằm này thì bữa nay lấy được đây rồi, xong lấy được đây xong bắt đầu lấy được thêm tí ra đây. Hôm nay lại lấy thêm tí ra đây thì theo như là theo theo cái gọi là cái tham vọng của tôi thì các bạn thấy là cũng còn nhiều lắm. Ở đây nó là gì? Ở đây nó chính là trung tâm của thị trấn Paravomaiska vì Nga hiện nay đang làm rất tốt ở cái khu vực này, giữ cho Pisky đây. Pisky trong này là rất là vững chắc, tiếp tục đánh lên Voidiana. Nói chung là ra tới cái hồ này là ổn rồi. À, khi mà lấy được chỗ này rồi thì đương nhiên cái chỗ hồ này sẽ Nga sẽ lấy tiếp ra đây, lấy tiếp ra đây lần lần. Ngoài này nó nhiều hồ lắm thì hiện nay khu vực này là như vậy. Còn Adipka coi như là chúng ta thấy là Saka đó rồi, Saka rồi đây, Saka đây. Chúng ta hồi xưa chúng ta đã nói rồi, nó xây dựng từ năm 2014 đến 10 năm đấy, thành trì và công sự, rồi pháo đài, rồi phòng tuyến, rồi phòng thủ ABC rất là cứng, rất là mạnh. Đấy. Nhưng mà bây giờ là chúng ta thấy là từ ngày hôm qua hôm nay nó bắt đầu là hú hồn, coi như có một số là còn chạy thoát ra là hú hồn, không thì chết rồi, chết trong này rồi. Đấy, nghe nói là còn 100 người bị thương và không bị thương. Những người không bị thương thì không biết chạy ra bằng kiểu gì, còn những người bị thương thì chịu rồi. Nhưng mà thế nào đấy là cũng cũng lọ mọ ra ra được ngoài. Nhưng mà ra thoát, tức là thoát chết ở trong cái chỗ thành trì này các bạn nhé. Hú hồn nó mừng quá. Nhưng mà ra ngoài này thì nó cũng chết ngoài này. Đấy, thế là từ thành trì này thì chúng ta biết là cắm cờ từ hôm qua rồi. Và hiện nay là Nga tiếp tục Nga vận động lên. Đây chúng ta thấy đỏ lên này. Đây nó đương nhiên nó là đại lộ công nghiệp rồi các bạn. Nó nối vào cái đường này thì thực tế nó là đại lộ công nghiệp rồi. Đấy, đại lộ công nghiệp rồi. Đấy. Thì nó tới đây, tới cái đầu quận 9 này này. Đấy. Đầu quận 9 này. Đấy, chúng tôi hôm trước chúng tôi có nói cái chỗ này đấy thì đây là nó là giáp giữa cái đường đây đại lộ nó đến đây là hết này. Còn đây là Vulisia Horsavskova. Đấy. Thì nó là một cái đường khác, cái đường này là nó là nó cái tên này nó cho đến xuyên suốt cho tới tới thế này các bạn nhé, tới thế này. Tới đây thì bắt đầu nó thành đại lộ. Đại lộ bắt đầu ra các cái đường đường dẫn này. Đấy. Rồi vào Donetsk, Spartak rồi vào Donetsk. Và tới cái chỗ này là các cái đường dẫn này. Đấy. Thì cái chỗ này là thành trì của các anh thì đã bị rồi, tóm lại là không còn ai đây nữa. Còn có còn thì cũng chả chả làm gì, cũng không không dám nổ súng đấy là quay lại bắn chết chớ dại. Xin đi rồi. Thì như vậy chúng ta là sẽ thấy là coi như cái khu vực này thì Nga Alasso thừa thắng xông lên. À. Còn cái trạm xăng dầu ở trạm lọc nước đây là coi như xong rồi. Còn trong này thì tôi nói từ mấy hôm trước rồi, các cái anh này vùng sâu vùng xa này, chạy thoát được thì thoát, không thoát được thì chết. Nói chung là còn một số trong này thì bây giờ không biết tính sao, tức là bây giờ bản thân họ bây giờ bảo không biết tính là bây giờ như thế nào, hàng hay là chiến đấu hay là chạy, thì nói chung là cứ 50-50 cứ thế thôi, nào chạy thoát thì thoát. Khó khăn lắm, đây là đường đồi núi các bạn nhé. Hiện nay là đang về trung tâm rất là nhiều, hàng đang về nhiều. Còn khu vực này thì Nga đang đánh lên, còn cái khu vực này thì chúng ta biết là khu vực phía tây bắc của thành phố, tức là chính là khu công nghiệp. Thì phía nam của khu công nghiệp thì hiện nay Nga đã bắt đầu đánh sang rồi. Đấy, đã đánh sang rồi. Đây, chúng ta thấy đường 542 đây. Thì hồi sáng là chúng ta còn nói chỗ này. Thì tôi có vẽ là bạn là sẽ đánh lên trên này. Thì bây giờ đã đánh rồi. Đấy, đánh rồi nhưng mà còn cái chỗ này thì chưa. Chúng ta thấy chỗ này là chưa đánh được. Đấy. Nhưng mà khi mà Nga đã vào nhà máy đây rồi là tình hình nó khác rồi đấy các bạn nha. Đấy, tình hình nó khác rồi. Đấy, bắt đầu nhà máy đây rồi. Đấy, nhà máy này.
Còn cái khu này thì cũng lấy luôn thôi. Thì tất nhiên là cái chỗ này Nga có tương tác với trên này. Chúng ta đi lên phía trên tí này. Hiện nay Nga đang tương tác chứ không phải đánh đánh mình ở khu vực này đâu. Này đánh xuống, Taron là của anh rồi, anh đánh xuống. Petrova cũng của anh rồi, sẽ đánh vào. Hiện nay là Nga là không không có ngán gì hết, tức là nhà máy hóa chất làm thế này, khói khói này, đấy, khói khói này. Còn cái chỗ này là nhà máy than cốc là cứ bom thoải mái nè. Bữa nay là bom bom 1.500 các bạn nha, giá ở đây hơi bị nhiều, làm cho hoảng sợ luôn. Rồi thế thì bây giờ các đấy, cái chỗ này là cái chỗ mà ông sẽ lên kia ông chụp hình này, thì là các em kia là vào tới đây ngay là chạy ra đấy, tiếp viện mà chạy ra. Thì bây giờ là hồi sáng là chúng ta thấy là bây giờ loang là tới đây rồi. Đấy, càng ngày càng xuống sâu, tức là các vùng này vùng ảnh hưởng, tức là pháo kích có thể là bắn tới nơi và tiếp tục đường này. Chúng ta thấy cái này là đi ra Latakina đây, Latakina tức là cái quân sơ tán hiện nay nó đang về đây và đang phòng thủ tại khu vực này, sơ tán về đây và cũng đang tiếp tục, anh nào rút chạy thì rút chạy, cứ nói theo cái kiểu là sẽ tính sau bản sao đấy, nhưng mà cứ rút thì cứ rút, nhưng mà nó phòng thủ đây là thứ nhất là tránh vỡ trận, cái thứ hai nữa là làm giảm cái sức cái đà tấn công của Nga. Thì cái lữ đoàn số 3 Azov là tinh nhuệ nhất của Ukraine hiện nay, thì chúng ta biết rằng họ nói là họ không đánh nữa, không không có vào nữa. Thì cái quân ở trong này, quân Ukraine này là bây giờ là nó bất bình, thế là coi như bỏ rơi, tức là tới tiếp viện là tới cứu, tới tiếp viện là tới cứu gì nữa, tức là không cứu mày nữa, thế là người ta thấy bỏ rơi. Mà bỏ rơi là bắt đầu là nó loạn lạc, là nó hỗn loạn, là bây giờ chạy không biết chạy lối nào, chỉ có về cái quận chín này thôi, đấy là chắc nhất. Rồi mấy cái em ở trên trên cái đồi núi lúc nãy đây cũng chạy về đây, cứ chạy dồn hết về như thế này cho anh. Cả cái chỗ mà phía đông là cái chỗ nhà máy xử lý nước ở phía bên kia, cái chạy được thì cứ chạy về đây. Nga cứ như là không biết gì, anh không biết là chúng ta đang chạy về đây. Mà hôm trước tôi đã nói rồi, cái chỗ này là cái chỗ là chấm hết, dấu chấm hết của Adipka tại quận 9, tức là trung tâm hành chánh, hay còn gọi cái khác là phố cổ, khu phố cổ, chấm hết. Thế chúng ta mới đang xa soi cái chỗ này, thì là như thế là chỗ này đây quận 9, quận 9 mà đây rồi thì các bạn đánh, mà đánh cái gì nó mà đánh. Đấy, cái chỗ quận 9 này nó méo mó, thì cái đường lúc nãy chúng ta nói là cái đường này Siva là nha, đi vào mà gặp cái chỗ này nó gọi là đổi tên đấy, đổi tên công nghiệp là đổi thành là Vursi đấy. Đấy là đổi tên cái chỗ này để đi xuống, còn anh này để chạy lên đây, này này lên đây, đây còn anh này chạy xuống dưới này. Thì bây giờ chúng ta thấy là đã tiệm cận đây rồi, tiệm cận đường này rồi, còn cái trên này này là đi hơi chậm đây, bởi vì là còn đang đụng đoàn nhau mấy cái anh chạy chạy trốn ở đây, cho nên là hiện nay là nó sẽ ngày mai nó sẽ lên tới, nó chưa tiệm cận vào cái này nhé, cái này thì phải đến đây mới đúng này. Đấy, ngày mai nó sẽ đến đây, tức là sẽ còn cái đoạn này, nói chung là còn khoảng cách, cố gắng còn khoảng cách với cái chỗ cục quận quận 9. Đấy, cái chỗ này là ngày mai cũng sẽ đến đây. Đấy, cũng làm còn cái khoảng cách, này của Nga tôi nói rất thông minh. Hôm trước là tôi cũng có phân tích cái chỗ mà cái góc ở trên này này các bạn, để mà cái chỗ, để cái chỗ nó trống trống chứ chỗ nào cũng là cũng đạn đấy, thì tôi trốn vào đâu, tôi chạy vào đâu, tôi rút vào đâu đấy. Thế là hai cái chỗ trống này để đệm cho các anh thoải mái đi, yên tâm đi đấy. Thì coi như Nga thì tiếp tục vận động lên, tiếp tục vận động xuống, tiến tục vào vòng lên cái chỗ cái mũi này mà các bạn đấy là nó đã ngay ngay cái chỗ quận 9 này rồi, cái chỗ mấy cái bùng binh này này, bùng binh này này, đấy, bùng binh này, anh sẽ tiến lên, tiến lên nhưng mà không đánh các bạn nha. Hiện nay tôi thấy là không đánh. Đấy, cái trước đây là coi như cái đây đỏ 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 đây là đánh bom một UAV cái loạn đạn ở đây, nhưng mà không đánh. Đấy, các bạn xem đúng ý như tôi nói cho coi. Rồi còn dưới này thì đương nhiên là phải đánh lên rồi, đuổi cả anh chạy được thì phải lên tới đây mà dâng lên đây. Thì cái chỗ này là Nga sẽ phải lấy, Nga sẽ phải lấy trong vòng ngày mai hay ngày, nói chung là ngày mai nữa là còn có 24 tiếng đồng hồ, ông phải cố gắng công làm việc. Còn chậm nhất là ngày 24 tháng 2 là giải phóng hoàn toàn. Còn nếu nó sụp đổ, nó đầu hàng, nó rút hết rồi thì bất cứ lúc nào cũng tuyên bố. Mà đây cũng thế này, đây các bạn thấy tình hình như thế này đánh gì nữa. Đấy, còn đây này là Taksikina, nó bây giờ lên tới đây nữa rồi. Đấy, vòng này đấy, chúng ta thấy là nếu mà đỏ mà tôi mà bôi vào này thì còn cái gì, cái Adipka nữa, nó bôi bát quá. Nếu mà nó xem cái của tôi là từ từ hết,
lỡ mà coi như là cái bản đồ mà tôi vẽ đây mà nó lọt vào tay của cái lính Ukraine trong 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 thành là thôi, coi chắc là nó cũng thôi, xin em xin hàng đấy, chứ cần đánh kiểu này đi ra đấy cũng toi, tôi đánh cái gì mà cái thằng cứu nó không cứu nữa, mà mình trong này không cứu thân đi thì thôi, chứ bản thân mình không lo cho mình là cái bản thân khác nó lo cho mình làm sao được đấy. Cho nên là trong này hiện nay nó đang rối loạn, thì người ta mới nói một câu chuyện như thế này, người ta bảo là cái thằng 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 Azov ấy, lữ đoàn số 3 đấy, tinh nhuệ đấy, tha đừng có đến, để người ta một là người ta còn biết đường người ta đánh hoặc là rút rằng là như thế nào, tức là tùy tính tùy tùy tình hình. Bây giờ ông ngồi ông nghe nói là đại quân bắt đầu đến, đại quân bắt đầu đến, thế là bây giờ tự nhiên đến đến nơi ông bảo thôi thôi đây tôi đánh vào cái chỗ ngon lành, cái chỗ mà mắc bẫy này, tôi đánh làm cái gì, không đánh tôi cũng chả dạy gì, tôi là lấy thịt tôi bán thịt của tôi để coi như để mà được lòng các cái ông ở bên trên đấy, chả dạy bây giờ rút rút cả lữ đoàn luôn, thì nó thành ra nó lại hỗn loạn thêm đấy, như lúc nãy tôi nói nó hỗn loạn thêm, nó điên thêm nữa. Bây giờ mà nó gặp được Azov là nó bắn luôn, chứ đừng có nói chuyện là Nga bắn, sau này mà chết là đừng có đổ thừa tại Nga hết nhé. Đấy, cái đám trong này là bây giờ điên lắm, không còn lối nào mà chạy hết. Rõ ràng là các cái đường chỗ này thì Nga Nga vẫn đang pháo kích không kích các bạn nha, dọc cái đường gọi là đại lộ công nghiệp này đấy. Chỗ này là Nga sơi hết đấy, nào sơi hết, thế là coi như có chỗ đoạn này không sơi thôi đấy. Cái đoạn này là các em cứ đi thoải mái, các em cứ vào hết đây cho anh đấy, cứ vào hết đây. Nhưng mà cái hiện nay ấy, chúng ta các bạn thấy là nó gọi là bắt đầu nó quả nắm đấm bằng xe tăng ấy. Đấy là nó nằm đây, nó nằm hết cái chỗ ranh giới này các bạn nha, nằm đây để làm cái gì, để khi nào cái đoạn đi qua đây này là bắt đầu nã này đấy, nã này đấy, lúc đấy là anh mới nã vào, qua được cái thằng tăng thứ nhất chưa, qua được đến qua thằng thứ hai, qua thằng thứ ba, qua thằng thứ tư, qua một một dãy tăng này ấy, là nó đánh coi như là rút rút được trời đấy, nó sẽ rút ra đằng này, quên cái bảo sẽ rút ra đây đây, tập trung nó rút ra đây đây đấy, đến khi mà coi như là cứ rút ra đây là chết, rút ra đây là chết, con đường cuối cùng. Còn trên này nó biết rồi, bên này biết rồi, còn mỗi chỗ này chưa. Lúc này tôi nói là còn cái khoảng cách giữa giữa cái đường này với để phía trên đấy các bạn. Đấy là để mà nó rút ấy. À, thì rút ra là sẽ bị ăn đòn đây. Còn lại tập trung cứ tiếp tục vào ở đằng này rút vào. Đây nó gọi là nó có lệnh rút rồi. Nhưng mà rút có kỷ luật, có kế hoạch bài bản, chứ không phải là rút ào chạy. Nên mình chính vì thế cho nên nó không thể nhanh được. Thì chúng ta nói hồi sáng phân tích là 40 tiếng, phải 40 tiếng đồng hồ. Cứ 10 phút một đoàn, 10 phút một đoàn, mỗi đoàn 15 em mà đi hết mấy nghìn trong này thì có phải mất mấy chục tiếng đồng hồ. Đấy. Thế là coi như là cứ ra đây thì bị bỏng, ra đây thì bị bỏng. Còn nếu mà tập trung vào đây thì cũng bỏng. Đấy. Thế thì bây giờ là cái chỗ trên này là bây giờ Nga cần phải giải quyết cái Latakia này. Bởi cái vùng Latakia này là đang 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 cố thủ ở đây, vừa cố thủ và tức là vừa xin lỗi là vừa bắn vừa chạy, vừa bắn vừa chạy này. Đấy, chứ còn bây giờ nếu có chạy không thì thằng kia nó dí theo là coi như là chỉ có chết. Đấy, thì cái thằng thằng đuổi với cái thằng thằng ấy tôi nói rồi, cái thằng mà chạy thì là coi như là khổ lắm. Chứ thằng đuổi thì nó thích thì không đuổi nữa, ta đứng lại ta nghỉ ngơi. Chứ thằng kia cứ cắm đầu chạy, mình lúc nào cũng là sợ lo sợ bị tóm ấy. Lỡ mà té xuống ngã xuống một cái là thôi xong. Đấy, cho nên nó rất là mệt mỏi trong cái chỗ mà vừa bắn vừa chạy như thế này. Thế Nga thì bây giờ là Nga là có cái chưa đánh chặn được nha, đúng là nó sẽ đánh chặn đây các bạn này, Tarovka này này, chưa đâu. Bây giờ nó đang nó hết, tức là thằng Latakia đây là một cái làng, tức là có thể nói là gần Adiska nhất. Thì nói thế chơi cho đội bạn chơi cũng giống đá bóng đá mà cho nó hủy diệt nó 11-0 với 15-0 nó cho gỡ quả. Ví dụ thế. Thế thì coi như đánh cho đồng đội đánh cho đối phương nó đánh nữa. Cho nó phải có một cái sĩ diện đó chứ, để có một cái chiến công gì đó để nó nói à cũng đã tiêu diệt được một tiểu đội của Nga gì đấy, bắt đầu nó la toáng lên ở Kiev, nó la toáng lên đấy, chúng tôi không có đạn chứ mà còn cũng có thắng lợi, còn nếu mà có đạn có đầy đủ nọ kia thì coi như là không bắt đầu đấy, tức là cứ là phải đuổi vừa đánh vừa đuổi vừa chạy. Thì cái chỗ này, cái chỗ ô hợp nó đang tập trung đây, cái đám chạy và lữ đoàn đấy rồi đây, nhưng mà lữ đoàn nó sẽ cao chạy xa bay hơn là cái đám mà thêm thương binh đừng biết mà lê lết ra mà ông nào có hai chân thì đi được qua bùn ấy, chứ còn một chân thì tôi nói rồi, một chân là không đi không nhảy được, không thể nhảy lò cò ở đây được.
bùn thì không nhảy, nó ngập tới cái ủng thì làm sao không nhảy lò cò được đấy, cho nên là mệt mỏi lắm, chuyện này hỗ lốn. Thì tôi nghĩ là ngày mai Nga sẽ giải quyết chỗ này, các bạn cứ thử xem nhé, có đúng không, là ta sẽ cái này sẽ giải quyết chỗ này. Còn cái đường dưới này, cái đường dưới này là đường đất, đường dưới này đường nhựa, đường dưới này đường đất thì đi chắc chắn nó không nhanh được rồi, thì cứ đi các em cứ túng năm tụ ba và nó có sơ tăng, có bắn tỉa rất gần, nó đầy nó cũng có cây số thì nó bắn sướng lắm đấy, rồi còn trong này thì cứ hãy đợi đấy. Thì đấy tình hình như vậy, thế là chúng ta nhìn vào cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy này đấy, nó vẫn có một khoảng trống đấy các bạn nhé, đây là khoảng trống này này, đây là chính là cái khoảng cách này này đấy. Cái chỗ này là tôi làm tam giác này lại để khoảng trống chứ nó không có chưa tìm cận đâu đấy. Đấy là như vậy. Thì chúng ta qua từ cái bản đồ này, chúng ta qua cái bản đồ này thì chúng ta thấy này, pháo đài này, thành trì này, thành trì khác với pháo đài các bạn nhé, thành trì đấy. Thì cái chỗ này thì nó có vẻ xanh một tí là bởi vì là nó chưa truy cập cái bản đồ này của Ukraine các bạn nhé, của phương Tây đây đấy, nó chưa truy cập, nhưng mà anh cũng đã, tôi nhất trí với anh là coi như là đã lên tới cái mũi này rồi đấy. Các bạn thấy rất là có khoảng cách ấy, chứ phải tôi nói cho vui, đây là cái đường này tới đây có khoảng cách này, trên này có khoảng cách này. Nói chung là để cho bên Ukraine người ta hiểu rằng cái thành trì phố cổ này, cái trung tâm hành chính này, cái chỗ mà quận 9 này rất là an toàn, còn an toàn đấy, còn có thể dựa vào đấy được đấy, bảo đây là có những cái điểm này chết 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 ngay đấy. Chúng ta thấy cái này nó mở rộng rồi đấy, mở rộng cứ xuống dần xuống dần đấy, xuống khép tới đây là được này, khép tới đây là khỏi đi luôn này. Em nào đi ra được thì bắt đầu là dưới này nó bắn lên, xe tăng này bắn lên này. Cái chỗ này nó mai ngập đây rồi chứ không phải chỗ như này đâu, cái này là anh khiêm tốn nữa thôi, coi dù chúng tôi vẫn đang đánh rất là ác đấy, thực tế chỗ này thì nó đỏ rồi, ông này như này là cái ông đi đấy, trên này cái ông đi chỗ là taxi nè, có hai cái đường này các bạn nhé, đây 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 là cái đường này, này. Đấy, cái anh đi sau đó lên đây thì chúng ta thấy là đang truy này, thì thực tế là coi như là cái màng này, cái màng xám xám này tức là đã bắn ra tới đây rồi các bạn nhé, nói chung là tới đây rồi, thế thì còn chạy cái chỗ nào nữa đâu. Bây giờ nói chung là cứ lo cho bản thân thôi, chứ còn bây giờ lo cho chính nghĩa quốc gia như hồi trong hồi trước chủ nghĩa Sài Gòn ấy, coi như chánh nghĩa quốc gia là chính nghĩa đấy. Đấy, quốc gia đó, cuối cùng nó chạy nháo nhào hết rồi, coi như là những tàu những bè những không vận những là tàu thuyền là coi như chở nhau chạy hết, coi như là chính nghĩa quốc gia đây cũng thế, cái bản quốc gia đấy là nó cũng chuẩn bị chạy cả rồi, thì anh đây là con khô đồ thì chạy đi cho rồi, chứ còn bây giờ bảo vệ ai, bảo vệ ai ở đây, bảo vệ Kiev à, Kiev thì đâu ở đây, bảo vệ Ukraine gì nữa, Adipka này là trong này đang biển máu hiện nay, là bên các cái quân của Ukraine nó nói là đây còn xin lỗi là khổ hơn là Bakhmut nữa, bạn muốn hồi đấy thế chứ còn sướng, là các bạn tưởng tượng ra là đây chắc đây đói đói mà rét, chứ hồi bắt bút thì hồi tháng 4 tháng 5 đánh xong là ngày 20 tháng 5 là mới hè, nói thế chứ gần nó cũng cũng còn thoải mái, chứ còn đây rét và không có ăn nữa thì thôi, rồi trên súng bạn đạn ầm 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 ầm, rồi bạn nghe nói cái thằng nó tới cứu mình, nó không cứu nữa, nó cứu nó rồi thì coi như các bạn tâm lý đồng lạnh đấy, thì là nó vậy thôi. Còn trên chỗ cha xuất ra thì cũng không có nhiều, nó cũng đang giao tranh khu vực phía bắc này thôi các bạn nha. Đấy, chúng ta thấy là nó cũng đã tiệm cận đây rồi, thì sẽ cắt cái khu vực này, nhưng mà nói chung là hình như cái chỗ này nó cũng đang chậm hơn. Tà bài ca này thì cũng đây cũng chả có tranh chấp gì bình thường, còn cái sinh cốc ca vẫn vậy này, vẫn y cái bèo hồi sáng này thôi. Vậy thôi, nói chung là tình hình là rất là khó khăn cho bên Ukraine. Và Mỹ cũng tranh thủ, ông Biden tranh thủ, anh nói là giờ cái lúc mà quan trọng nhất để có thể cứu Ukraine, cứu cái Andika, mà bây giờ không cứu thì thôi, lỗi lại của NATO, lỗi của EU thôi. Chứ còn Mỹ là chịu rồi, bây giờ bọn Hạ viện nó không chịu tùy ký thông qua. Bây giờ bắt đầu mới đánh lạc hướng, là bảo là ồ, Nga bây giờ hình như nó đang chuẩn bị đánh các cái vệ tinh trên không gian đấy, quánh hết. Thì cho nên là bắt đầu là coi như Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã báo cáo với Quốc hội đấy, là mình phải có với cái biện pháp thế nào chứ tình hình này nguy quá,
Nhưng thực tế là đánh lạc hướng đấy các bạn nhé, đánh lạc hướng cái vụ Adipka này, hoặc là đánh cái tàu đấy cũng là đánh lạc hướng cái Adipka. Bởi vì Adipka mà bây giờ sập nữa thì coi như là không biết là bây giờ đánh cái gì, bây giờ lại dở cái trò gì ra để mà biểu diễn, không 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 biết là diễn cái bài gì nữa. Adipka rồi Marinka rồi những là bắt mút rồi xong, còn Kirinki thì bảo thôi trả lại các anh, chúc các anh bình yên ở bên tả ngạn thì thôi đánh gì nữa. Thế còn cái chỗ Kuvia nó sẽ liên quan đến Ukakov, còn cái chỗ Morobotina sẽ liên quan đến Zaporizhia. À, còn ông Kherson này coi chừng, bởi vì là nếu mà đánh được cái Zaporizhia này thì đánh cái Kherson này rất dễ các bạn nha, đánh rất dễ đấy chứ không phải đùa đâu. À, tất cả cái này là Nga đã tuyên bố là của Nga rồi, là Nga phải lấy lại chứ không có cái chuyện mà coi như là. Còn ông Lugan còn tí đây nữa, còn cái chỗ trên này là cái chỗ của ông Kharkov mà bấm này lấy được. Thế cái ba cái vùng xanh này Nga phải lấy vậy thôi. Thôi cũng có cái chương trình từ sáng giờ nó cũng không có nhiều, nó nằm hết vào cái buổi buổi sáng rồi các bạn, buổi trưa rồi, cho nên là chúng ta bây giờ chỉ nói lại một số điểm, tấn thêm một số chỗ thôi. Cũng mong các bạn sẽ theo dõi trong các cái chương trình sau, và tối nay thì chắc chắn là sẽ có một cái nói chuyện thế giới qua quản địa cầu, mời các bạn đón xem. Cảm ơn các bạn, bye bye.